Trong cuộc đời này, mỗi người có thể lựa chọn công việc mình thích, nơi mình muốn sống, nhưng không thể lựa chọn xuất thân. Có người xuất thân gia đình phú quý, có người được sinh ra trong gia đình nghèo khó. Có người xuất thân quốc gia văn minh giàu có, hòa bình. Có người lại chào đời nơi chiến tranh loạn lạc, lạc hậu, thiếu thốn trăm bề. Chính nghiệp lực, nghĩa là thiện nghiệp và ác nghiệp, khiến con người ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau như thế. Tuy nhiên, tình trạng sinh sống của bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Người xuất thân giàu có, nếu không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu tiền, không muốn kiếm tiền, thì sẽ dần sa sút thành nghèo khó. Người xuất thân nghèo khó, nếu liên tục nỗ lực, thì sẽ dần vươn đến sự phú quý. Cựu phó tổng thống Mỹ Wilson xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Nhờ được dẫn lối bởi trái tim không ngừng khát khao vươn lên, ông từng bước thoát khỏi bần cùng rồi bước lên đỉnh cao của thành công. Theo đạo Phật, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong đó, cảnh tùy tâm chuyển tức là một người thất bại không hẳn vì họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà vì tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể thành công. Khi họ gặp khổ nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ khiến họ chấp nhận việc cam chịu khuất phục. Người có trái tim rộng lớn bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công với mình. Người đó cũng sẽ không than thân trách phận, không oán trời hận người, mà sẽ luôn giữ tâm thái bình thản, không ngừng nỗ lực học tập, lao động để cải biến hoàn cảnh. Nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison cũng đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời của ông rằng: thiên tài, 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt. Trước khó khăn khổ nạn, có người sẽ chùng bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng sẽ có người can đảm bước đi. Mọi khổ nạn trở ngại trên đường đời của ta chính là cơ hội quý cho ta rèn luyện ý chí kiên cường, nội tâm bình thản để chuẩn bị gặt hái những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đường đời và đường đạo giống nhau ở một điểm then chốt, đó là đòi hỏi ta phải kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với tâm thái cầu nhàn, buông lung, dễ vui tức là thường mê đắm trong danh lợi và những sự vui say giả tạm khác, và người đó không cố gắng tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì việc tu hành của người ấy cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Có câu nhất thiết duy tâm tạo. Mỗi năm trôi qua, đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dẫm chân tại chỗ, mà hãy quan sát tâm thái mình đã chuyển biến được là bao. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây không ngừng đổi thay hình dạng thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập chùng mưa nắng. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lợi danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điệu và thứ tha. Nghịch mắt trái tai nhiều
mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xả giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân thiện mỹ. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người, tùy thuộc vào tâm trạng, cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan, thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn, để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn, thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó có thể bạn chưa thấy được. Có những điều chúng ta không thể ép buộc, ta buộc phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng, đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay ai khác, thì ta sai ngay ở đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là từ góc nhìn sai, kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình, lựa chọn theo cảm giác của riêng mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mình mới hiểu. Theo Thiền sư Ajahn Chah, nhà Phật có câu: trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Trong cuộc sống, không có chân sự thật nào hiển hiện, chỉ có cách nhìn. Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải sự thật. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dự liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc phải xảy ra theo ý muốn của mình. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh, một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Có như vậy, bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác, rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại, mọi khó khăn. Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vàng. Để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn, chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân. Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực, đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ. Thế giới
luôn vận động và không ngừng phát triển. Cơ hội thành công luôn dành cho những ai biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên. Thành công luôn đến với ai biết nắm bắt thời cơ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ, khác biệt để nhận xét một sự việc. Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu, và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua. Những buổi chiều tà tan tầm giữa những con phố dài với dòng người hối hả và tấp nập, đã bao lần bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Mỗi một đời người, ai cũng phải ít nhất trải qua những thăng trầm, những phiền muộn lo toan. Nhưng cuộc sống thì đâu bao giờ êm đềm đứng yên bên cạnh một khoảnh khắc hoài mãi. Nó cứ theo chiều kim đồng hồ quay, rồi trôi qua một cách ào ạt, mà chẳng bao giờ nhìn thấy lại được nữa giây phút của ngày hôm qua. Rồi chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi chẳng được gì ngoài việc bị cuốn vào dòng nước lũ cứ chảy xiết đó. Cảm xúc của con người như những cơn gió lạ, lúc êm đềm, lúc dồn dập rối rít. Nó như tương ứng với những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong con người bạn, lúc lên, lúc xuống, và những rối ren trong cuộc sống mà bạn gặp phải. Người ta thường nói rằng khi bạn buồn, cảm xúc sẽ tăng lên. Điều đó là một điều tự nhiên và chìm vào lối mòn vô thức. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn. Ở một khía cạnh nào đó, bạn cần biết mình cần phải làm gì để tiết chế bản thân với những lối suy nghĩ lệch lạc trước khi mọi việc diễn ra bởi sự thiếu bình tĩnh của bạn, để không hối hận trước những điều mình đã làm có thể gây tổn thương cho chính bạn và cho người khác. Khi bắt gặp một sự việc xảy ra trong cuộc sống, bạn nên có cách nhìn nhận đúng đắn về một vấn đề. Cách nhìn của bạn hôm nay sẽ là kết quả mà bạn sẽ nhận vào mai sau. Một là cuộc sống sẽ nở hoa, không thì cuộc đời bế tắc. Nhưng mà bạn ơi, trong chúng ta, ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi và rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy, mỗi ngày sống là mỗi ngày hết sức ý nghĩa, cho ta cơ hội để khám phá vô vàn những bí ẩn kỳ diệu và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống bao la. Đừng để bản thân rơi trúng vào một số người đã tự trói buộc mình trong quá nhiều giới hạn, những khuôn khổ vô lý, để rồi không cho phép bản thân mình vượt qua khỏi cái khuôn hạn hẹp sẵn có, để rồi cuộc sống của họ và của chúng ta ngày càng trở nên nhàm chán, tù túng, bế tắc và mất vui đi rất nhiều. Tôi có sưu tầm được một câu chuyện có nội dung nói về giá trị cốt lõi của một vấn đề mà bạn sẽ nhận được nếu bạn có một cái nhìn thoải mái, không toan tính, không ghen tị. Đôi lúc giá trị đích thực nằm ngay trước mắt chúng ta. Thay vì cảm nhận nó, chúng ta lại bỏ nó qua một bên và để nó chìm vào quên lãng. Câu chuyện là, có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe thấy vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê. Có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói rằng: nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải là chiếc tách. Nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Thực vậy, cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi,
vì chúng ta cứ mãi tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Và qua câu chuyện trên, ta thấy được những giá trị cốt lõi được rút ra. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mập mờ, lo toan, muộn phiền xung quanh cái xã hội đầy rẫy những ganh đua và sự tiến thủ, mà quên mất đi ở phía đằng ấy vẫn có một khoảng trời rộng nơi chúng ta có thể thưởng thức hương vị của cuộc sống tuyệt vời. Dù tình huống có đang tồi tệ tới mức nào thì bạn cũng phải cân nhắc đến những khía cạnh tích cực của nó. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn làm được vậy một cách thường xuyên thì nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thay vì nói "tôi không thể" thì hãy nghĩ rằng "mình có thể". Dù rằng đôi khi bạn không đạt được điều bạn muốn, nhưng bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn có thể có ích hơn là những thứ bạn đang mong chờ, vì nó gắn bó với bạn suốt đời. Còn những thứ kia tuy rằng có tồn tại đó, nhưng sự tồn tại không được mãi mãi. Mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tốt, nếu không chúng ta sẽ không làm được gì cả. Không nên lo lắng về những điều chúng ta không thể thay đổi, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian vào việc lo lắng vô nghĩa đó thì bản thân chỉ càng thêm thất vọng hơn mà thôi. Thay vì vậy, hãy cứ hành động, và nếu thế giới không thay đổi thì bản thân bạn sẽ thay đổi tốt hơn, có được không? Những gì bạn từng biết chỉ bó hẹp ở miền đất nơi bạn sinh sống, trong những tình huống và những hoàn cảnh mà chỉ có mình bạn trải qua, ở phạm vi rất hẹp của những kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn. Vì vậy, để có thể nghĩ thoáng hơn, bạn phải mở rộng chiều kích suy nghĩ của mình ra không gian khác. Khi bạn nghe những thông tin, một câu chuyện hay về một con người nào đó mà mình chưa từng biết đến bao giờ, thì trước hết hãy đón nhận chứ đừng phê phán. Bạn không thể lấy những hiểu biết và trải nghiệm hết sức nhỏ bé và ít ỏi của mình ra để làm chuẩn đối chiếu và đánh giá về một điều khác lạ, mới mẻ hoàn toàn với bản thân. Hầu như mỗi người chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống này. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc với những rào cản và nghịch lý vô bổ, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát, dù con đường đó đầy rẫy những chông gai, những trắc trở. Hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta ở phía trước. Khi đối mặt với một sự việc, cách nhìn nhận của bạn rất quan trọng. Một cách nhìn mới mẻ sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới để bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn hơn. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê, bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều rơi, đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể, xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Sống hiện tại thông dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để truân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốt ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Câu chuyện về hai người tù nhìn ra cuộc sống bên ngoài qua những chấn sông. Một người nhìn thấy bùn lầy nhơ nhớp, còn một người thì trông thấy bầu trời sao tuyệt đẹp. Cuộc sống là thế, dù là trong tình yêu, trong công việc hay trong gia đình, hoặc là các mối quan hệ xã hội, bạn bè. Chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn
nghĩ khác đi, lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm sâu sắc hơn, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp, nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều lần. Bởi không ai có thể thấy chính mình như người khác nhìn mình. Không bức ảnh hay hình ảnh phản chiếu nào cho ta góc nhìn về bản thân như người khác nhìn vào ta. Người ta đã nghiệm được rằng trên bục nhân chứng không bao giờ có hai người nhìn một vụ tai nạn giống hệt như nhau. Chúng ta nhìn qua những đôi mắt khác nhau và từ những góc nhìn khác nhau. Nhưng nếu chúng ta có thể thấy thế giới như cách những người khác đang thấy, ta có thể tiến gần đến sự thấu hiểu tại sao họ lại làm điều họ đã làm và tại sao họ lại nói điều họ đã nói. Không phải các sự kiện khiến cho ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Có thể bạn không để ý, nhưng thay đổi nhỏ nhất về cách nhìn có thể biến đổi cả một cuộc đời. Điều chỉnh thái độ dù chỉ một chút thôi cũng có thể thay đổi cả thế giới của bạn. Một thanh niên hỏi một vị thiền sư: Dạ thưa thiền sư, làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác? Vị thiền sư vui vẻ trả lời: Có bốn loại cảnh giới, ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó. Đầu tiên là phải coi mình là người khác, đây là vô ngã. Thứ hai là phải coi người khác là chính mình, đây là từ bi. Thứ ba là phải coi người khác là bản thân họ, đây là trí tuệ. Cuối cùng là phải coi mình là chính mình, đây là tự tại. Phải hiểu rõ những lời dạy này thì con sẽ biết mình cần phải làm gì để luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác. Mới đó đã sang đến tháng 10, thời gian cứ thế lẹ làng trôi. Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ, lưu dấu tàn phai trên mắt môi. Mới đó màu hoa đã úa rồi, tiếng cười tao ngộ chợt xa xôi. Hân hoan phiền muộn vời theo gió, quyện án mây thu dạt cuối trời. Ta đến nơi đây ắt vạn lần, mộng gì rồi cũng hóa hư vân. Nằm mơ quán trọ thành quê cũ, nên trót vương mang lắm nợ nần. Sáng nay sờ sững nghe tin bạn đi vội chưa chào giả biệt nhau. Hôm qua mới gặp lời chưa cạn, tháng 10 rây rứt giọt mưa ngâu. Mới đó người đi giấc mộng tàn, vô thường hoài gõ nhịp nhân gian. Bồn ba tất bật rồi sương khói, vạn sự vùi quên dưới mộ vàng. Mới đó nhìn gương tóc đã phai, thôi chừ buông xuống nhẹ hai vai. Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống, lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài. Thế gian vô thường. Một, vô thường là một chân lý. Thứ nhất, nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời, thì thế gian cũng là vô thường, vẫn luôn biến dịch, không đứng một chỗ. Hiểu được như thế thì cuộc sống của chúng ta bớt vướng mắc và cởi mở nhiều hơn. Lâu nay Phật tử đã nghe hiểu được thế gian là vô thường, nhưng nghe mà có luôn nhớ như vậy không? Nghe thì nghe vô thường, nhưng gặp chuyện vô thường cũng buồn cũng khổ. Người xưa có câu nói thương hải tan điền, tức là biển cả có lúc sẽ biến thành ruộng dâu cũng có thể sẽ biến thành biển cả. Đúng là như vậy. Hiện nay có nơi đã lấp biển thành đồng bằng. Quý thầy vừa viếng thăm nước Hà Lan, thấy người ta cũng lấp biển thành đồng bằng
làm nơi cư trú. Vậy nói, biển cả biến thành nương dâu quá rõ ràng. Rồi cũng có những chỗ nương dâu biến thành biển cả. Như vậy, thế gian không hề đứng yên một chỗ hay dừng lại, mà có người lại cứ luôn muốn nắm bắt nó đứng một chỗ. Nên chúng ta khổ là vậy đó. Ví dụ, ở đời ai sanh ra rồi cũng phải lớn lên, già rồi chết, đó là lẽ thường. Tất cả sự biến đổi trong thế gian này đều phải trải qua như vậy. Còn chúng ta thương mến ai thì muốn gặp hoài, không muốn rời, không muốn mất, nên khi mất thì khổ. Là Phật tử, chúng ta hiểu rõ định luật vô thường luôn chi phối tất cả. Như có câu, không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Tức là, khi vừa tắm lên rồi trở xuống nữa, thì dòng nước khác trên kia đổ xuống, không phải dòng nước lúc trước nữa. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Đi đâu, cảnh đẹp thì chụp hình để giữ lại, mà có giữ được không? Thấy cảnh hay, cảnh đẹp, muốn giữ lại cho lâu, nhưng có giữ được đâu? Bởi vì thế gian là luôn thay đổi. Xưa, vua Trần Nhân Tông khi đi tu, ngài lập ra phái Thiền Trúc Lâm, nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Trong bài kệ Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài, trong đó có câu: Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Dịch: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Muôn việc trên đời này như nước trôi nước, dòng nước này đẩy dòng nước khác, cứ đẩy tới không dừng. Cuộc đời cũng vậy, cứ đi tới thôi. Rồi trăm năm lòng nhủ lòng, tâm mình luôn nhắc thầm với lòng của mình, sự đời nó luôn biến đổi. Thấy đúng lẽ thật như vậy thì sẽ bớt khổ, nhẹ khổ. 2. Khéo sống tùy duyên. Hiểu được ý nghĩa thế gian là vô thường rồi, thì Phật tử khéo biết sống tùy duyên. Vì tùy duyên nên không cố chấp sẽ bớt khổ rất nhiều. Người ta sở dĩ khổ vì cứ lo bám níu, cái gì qua rồi cố giữ lại mà giữ không được, tức là bất như ý thì khổ thôi. Và nếu ai sống như vậy là sống với quá khứ mà quên hiện tại. Những người lớn tuổi lâu lâu ngồi nhớ lại một thời oanh liệt của mình rồi tiếc, rồi buồn, như vậy là quên mất cuộc sống hiện tại. Nếu người khéo biết tùy duyên thì cuộc sống trôi chảy, mới mẻ, cởi mở rất nhiều. Xưa, trên tỉnh cao nguyên miền Đông Tây Tạng, có một ông lão, vợ mất sớm, nên sống với người con trai duy nhất trong lều đá. Suốt ngày, ông không ngừng quay bánh xe cầu nguyện, rồi đọc câu chú Án Mani Bát Di Hồng. Đứa con trai thì yêu quý con ngựa duy nhất của nó. Một hôm, con ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy. Mấy người hàng xóm thấy cảm thương cho ông, vì ông chỉ có đứa con trai và một con ngựa để giúp việc mà cũng mất, nên họ giúp ông đi tìm. Tìm hoài không thấy, họ cảm than cho ông đã nghèo hẩm hiu lại gặp cảnh này nữa. Tuy vậy, ông cũng cố tâm hiểu đạo nên bình thản nói với mọi người: các bạn thân mến, thôi cũng đừng than thở làm gì. Cái đến cái đi với tôi đều thầm cảm tạ hết. Cứ đợi đó đi rồi sẽ thấy. Vài hôm sau, con ngựa đó trở về, còn dẫn thêm một con ngựa hoang nữa theo. Vậy là được thêm con ngựa thứ hai. Mấy người hàng xóm thấy vậy đến chia vui. Lúc trước thì chia buồn, giờ là chia vui, mừng ông có thêm con ngựa nữa. Nhưng ông vẫn bình thường, quay bánh xe như mỗi ngày và nói: tôi cũng hết lòng cảm tạ sự việc này, nhưng đâu biết được, thôi thì hãy đợi, rồi sẽ thấy. Khi mất, ông không vội buồn,
lúc được cũng không vội mừng, biết sống tùy duyên như vậy là đã bớt khổ rồi. Vài tuần sau, đứa con trai thấy có thêm con ngựa nữa, mừng nên leo lên cưỡi. Nào ngờ nó là ngựa hoang chưa thuần nên nhảy loạn xạ, làm anh té gãy chân. Lúc này hàng xóm lại đến chia buồn an ủi. Mới đầu tưởng đâu là may, ngờ đâu nó làm con ông gãy chân, lại là đứa con duy nhất nên phải cực khổ lo cho con nữa. Ông vẫn bình thản nói: cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao con tôi vẫn còn ở bên tôi. Ông là cư sĩ mà hiểu lý vô thường như vậy nên đâu có buồn. Nếu là chúng ta mà gặp trường hợp giống như ông lão chắc buồn lắm. Nhưng ông vẫn bình thản cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì đứa con này còn ở gần bên ông, chưa chết là vẫn còn may mắn. Chúng ta nhìn sự việc sáng suốt một chút thì mọi việc sẽ đổi thay. Không lâu, có giặc xâm lăng đất nước, lệnh vua ban xuống bắt thanh niên đi chiến đấu ở biên thùy. Những người trai tráng trong làng đều vào quân ngũ. Đứa con trai ông nhờ gãy chân nên được miễn. Hàng xóm lại đến chia vui. Ông hát một bài kệ tặng cho đứa con về đạo lý này. Đây cũng là bài kệ cho chúng ta học luôn. Cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành, như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Tức là cuộc đời cứ quay nhanh như bánh xe nước, quay đều như vậy. Thân này đã hiện hữu nơi đây nhiều vô tận, không biết bao nhiêu lần chứ không phải lần này. Nghĩa là trong cuộc luân hồi, thân này sanh rồi diệt, sanh rồi diệt đến hôm nay là đã vô số lần rồi. Giống như bánh xe quay đều như vậy. Cho nên muôn dạng hình bị hủy hoại lại hình thành, chết rồi lại sanh như đất sét ướt làm thành bánh xe của người thợ gốm. Cái thấp sẽ lên cao, cái cao sẽ xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi. Cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay. Sự đời vô thường là như vậy đó, không có đứng yên một chỗ, thấp cao tối sáng luôn thay đổi với nhau. Nó không tối tăm mãi, cũng như đêm rồi sẽ sáng. Và người lắm của có lúc sẽ mất gia sản, nhiều lúc lắm của bị tai nạn nào đó như hỏa hoạn hay nước lụt vân vân, rồi cũng mất. Tức là mọi hình thái sẽ đổi thay và đổi thay vân vân. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, đây là cái trò chơi tương đối mà ông gọi là nhị nguyên. Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Mỗi con ngựa tặng cho con một số chuyện phải làm, tức là phải nuôi ngựa, phải lo cho nó cái này cái kia, vân vân, một số việc. Còn mỗi giàu sang thì chấm dứt bằng sự tranh chấp, giàu sang thì luôn tranh chấp với nhau. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày hôm nay gieo gì một kiếp nào nó sẽ chín, sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Vì thế hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh. Ngày mai này việc nào sẽ tới với mình chưa biết được. Hôm nay mình gieo cái gì thì một kiếp nào đó nó sẽ chín,
quả đó mình sẽ hưởng. Nay gieo nhân tốt, lúc nào quả chín mình sẽ hưởng quả lành. Nay gieo nhân xấu, quả chín mình cũng sẽ hưởng quả đó. Chưa biết chắc được thời gian, nhưng rồi sẽ gặt hái, đó là điều chắc chắn. Nên ông khuyên ngay đây, hãy sống tốt với mọi điều. Muốn hưởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt, chứ trồng cây chua mà đòi hưởng quả ngọt thì đâu có. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh, không phải bận tâm nhiều. Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi con ơi. Đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng. Không mong cầu thì đâu có thất vọng. Sở dĩ có thất vọng là do mong cầu nhiều quá. Mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Ít mong cầu thì ít thất vọng. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng. Hãy thực giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con, và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là mình bắn bao nhiêu mũi tên lên trời, nó cũng sẽ rơi xuống. Ông khuyên nên chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi đều bình thản, không chối bỏ, sống thuận theo nhân quả. Bởi vì mình biết rõ mọi việc đều không phải tự nhiên, đều có nhân có quả. Nhân quả đến thì cứ tùy thuận theo rồi nó sẽ qua. Ông khuyên hãy sống thật giản dị, chẳng lo âu, khéo thuận theo Phật tánh đang ở trong ta, sống trong niềm vui của tự tánh. Vậy Phật tử chúng ta đã rõ thế gian là vô thường, luôn biến đổi, thì phải khéo sống tùy duyên, thuận theo Phật tánh trong chính mình, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt thì sẽ bớt khổ. Rõ ràng cuộc đời là vô thường, luôn luôn biến đổi. Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là tương đối, không hề có cái hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng người ta ai cũng luôn muốn mọi việc hoàn hảo, muốn cái gì cũng luôn trọn vẹn. Vì muốn mà không được nên khổ. Hiểu vậy rồi, chúng ta biết sống tùy duyên thì sẽ bớt khổ. Còn muốn được hoàn toàn trọn vẹn, khi nó không được thì sẽ bất như ý và khổ thôi. Ví dụ, hai vị huynh đệ chơi thân với nhau. Thời gian lâu gặp lại, người bạn cũ thì hết thân với mình rồi. Lúc ấy chúng ta tức giận, nghĩ là đã phản bội thế này thế kia. Người này nghĩ trong tâm là tình bạn trước sau phải trọn vẹn, mà nay thay đổi nên buồn khổ. Cũng không có gì lạ, đó là luật tương đối của thế gian. Tâm con người luôn biến đổi vô thường, tất cả đang sống trong mê lầm, sanh diệt và luôn đổi thay. Khi thấy nó đổi thay thì cũng hiểu là lẽ thường thôi. Chính mình cũng vậy, tâm mình cũng vô thường. Khi mới tu, nhiệt tình sẵn sàng bỏ hết để học đạo, nhưng có khi chừng 5-7 năm thì yếu dần dần. Đó là do tâm vô thường nên thay đổi. Hiểu rồi khéo thuận theo nhân quả vô thường, và sống với tâm sáng suốt của mình, sống với Phật tánh sẵn có nơi mình, đó mới là cái không mất. Nếu ở đời biết khéo sống có đạo lý, khéo biết tùy duyên, thì dù ở ngoài đời nhưng vẫn vui sống có đạo. Như ông lão này, không vào chùa nhưng khéo biết ứng dụng Phật pháp vào trong thế gian, nên gặp cảnh nào ông cũng vui hết. Được cũng vui, mất cũng vui, bình thản. Bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, ở ngay thế gian mà biết đạo và vui với đạo, còn không biết thì sẽ khổ. Có câu chuyện về một bà già là mẹ của một vị thầy Tây Tạng. Bà không hiểu giáo lý nhiều, nhưng những gì đã hiểu bà đều ứng dụng được vào cuộc sống,
và giúp đỡ những người xung quanh sống như vậy. Khi đó, có một bà hàng xóm chồng vừa chết nên buồn khổ khóc lóc, sang nhà vị thầy Lạt Ma để tìm chút an ủi, nhưng thầy đi vắng và gặp bà mẹ. Nhưng đó, bà an ủi rằng: "Con đau khổ như vậy cũng chẳng phải, nhưng cũng không cần thiết. Vì tất cả cái gì nó có sinh thành thì phải có tan rã, hoài diệt để trở về nguồn gốc của chúng. Không ai tránh khỏi cái chết, mọi sự đều vô thường. Hiểu được như thế cũng là may mắn lắm." Ý nói: "Vì mọi sự đều vô thường, đã có sanh ra phải có chết, không ai tránh khỏi. Muốn nó không chết thì là khổ thôi, đã không tránh khỏi thì sợ cũng không được. Biết chắc như vậy thì tùy duyên." Lúc đó người đàn bà cũng chưa hết buồn, nên bà an ủi thêm: "Thôi, khóc thì cứ khóc, cứ bứt tóc đi. Sau đó con phải biết nghĩ lại và bớt buồn. Đừng quên cái tâm trạng buồn khổ này, nó cũng vô thường, nó không có thực thể. Như mây như gió, và nó cũng dời đi như mọi thứ trên đời này. Ta là một bà già, đã từng buồn từng khổ, từng thấy nhiều người thân đến rồi đi, nên lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Bà khuyên rằng con buồn con khổ, nhưng mà con cũng phải nghĩ lại để bớt buồn. Đúng là bà chưa phải là bậc thầy, nhưng mà những lời nói của bà như là bậc thầy. Bà nói rằng cái tâm trạng buồn khổ của con cũng vô thường, có gì đâu. Buồn cách mấy đi nữa thì cũng chừng 5-3 tháng. Có buồn trên 1 năm đi nữa cũng phải bớt buồn. Có ai buồn hoài suốt đời không? Tâm trạng cũng là vô thường, do chúng ta cố chấp nên thấy khổ. Nên bà nói buồn khổ cũng như mây như gió, có lúc nó cũng dời đi, khỏi phải lo nhiều. Rồi bà chứng minh cụ thể là ngay chính như bà cũng đã từng mất cha, mất mẹ, mất người thân, gặp phải những cảnh đó cũng đã buồn, cũng đã khổ rồi. Nhưng chúng đến rồi chúng cũng đi. Vì vậy, lời khuyên tóm tắt của bà đúng là điều chúng ta cần phải học. Đừng mang vào lòng bất cứ cái gì thì nhẹ nhàng, còn ôm vào lòng càng nhiều thì càng khổ. Không nên ôm chặt vào nhiều, vì nó đến rồi nó sẽ đi. Biết vậy thì nhẹ nhàng lắm. Còn cố chấp thì sẽ khổ, đơn giản. Ai khéo ứng dụng sống được như vậy thì đời mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Bao nhiêu đó có thể tu hết cuộc đời này cũng tương đối đủ rồi. Đừng đem vào lòng bất cứ cái gì hết thì đâu có phiền não. Kiểm lại xem có đúng vậy không. Sở dĩ có phiền não là tại đem vào lòng. Người ta mới nói hơi đậm một chút là đem vào lòng rồi phiền. Còn sống với nghĩa này, người ta có nói nặng cũng không phiền não. Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa. Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường. Trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao đi qua suối? Thầy sư huynh thấy vậy phát tâm từ bi: "Này cô bé, lại đây ta đưa qua cho." Nói rồi sư huynh bồng cô gái qua bên kia suối đặt lên bờ, xong đi tiếp về chùa. Người sư đệ thấy cảnh đó nên khó chịu. Từ đó trên đường về sư đệ không vui, không khí nặng nề. Gần đến chùa như chịu hết nổi, thầy mới lên tiếng: "Hôm nay huynh làm kỳ quá." Sư huynh hỏi: "Kỳ là sao sư đệ?" "Người tu hành không được đụng nữ nhân mà sao huynh bồng cô gái kia qua suối vậy?" Người sư huynh nói: "Ta đưa cô gái qua bờ suối và đặt xuống đó rồi, còn sư đệ lại bồng về tới chùa làm gì?" Đó
là câu chuyện nhà thiền. Người sư huynh là một cách vô tâm, còn ông sư đệ thì đưa vào lòng nên bực bội không vui. Tuy là câu chuyện vui nhưng mà chứa đầy đạo lý, nhắc nhở người học đạo học cái hạnh xả đó, để tâm luôn rỗng lặng, không vướng mắc. Ví dụ như khi Phật tử ra chợ hoặc đi vô xưởng làm, có ai đó nói cái gì hơi lỡ lời, xúc phạm đến mình thì mình buồn chút thôi. Ở đây không ai là thánh hết, nên chỉ buồn một chút rồi đặt xuống ở đó luôn, đi cho khỏe. Buồn chút trong chợ, trong sở, rồi về nhà nhẹ nhàng. Còn không như vậy thì ôm về nhà, ôm vào trong phòng ngủ, ôm vào trên gối, ngủ không được luôn thì khổ. Hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta sống rất nhẹ nhàng. Nếu hiểu mọi sự vô thường, khéo sống tùy duyên thì đó là thuốc hay cứu khổ thế gian. Nên người Phật tử học đạo cũng giống như người bệnh, còn Phật thuyết pháp như là thuốc. Người bệnh muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, chứ cho thuốc mà không uống, ngồi đó đọc công thức thuốc này thuốc kia hay thì cũng không hết bệnh. Dù cho học giáo lý của Phật nhiều, nghe vô thường cũng đầy tai, nhưng gặp vô thường đến cũng ôm vào thì cũng khổ. Cho nên học Phật là học uống thuốc, học giáo pháp rồi thì phải tiêu hóa giáo pháp mới có lợi ích thiết thực. Bố thí là gì? Bố nghĩa là cung cấp. Thí là dâng tặng cúng. Dâng tặng cúng cung cấp gọi là hạnh bố thí. Con người do có lòng tham không đấy nên gây tạo nhiều đau khổ cho nhau, rồi cứ mãi sống trong tâm trạng bất an, dễ tị hiềm, phiền giận. Vì vậy phải tập bố thí, chính là thể hiện sự cảm thông chia sẻ với cái khó của người chung quanh, bớt lòng vì kỹ, tăng lòng thương người, làm lợi ích cho con người. Từ đó tánh tham lam nhẹ dần, những ích kỷ tật đố nhỏ nhen ít có cơ hội phát triển. Biết rõ gốc nghèo khổ từ keo kiệt mà ra, muốn không sầu nghèo oán hạnh bố thí cần chuyên. Một vị A-la-hán trên đường đi gặp một bà già nghèo. Bà đã than thở rằng: Bạch Đại Đức, con đã già rồi mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sự sống nghèo khổ quá. Vị A-la-hán nói rằng: Cái khổ này có nguyên nhân. Bây giờ bà hãy bán cái nghèo đi thì sẽ hết nghèo khổ. Bà già ngạc nhiên hỏi: Cái nghèo khổ làm sao mà bán được? Nếu có người mua, con sẽ bán. Tôi đồng ý mua. Bà hãy bán cái nghèo bằng cách bố thí cúng dường. Con nghèo quá, làm sao có tiền để bố thí cúng dường? Không phải giàu có mới bố thí được. Bố thí vì lòng thương đối với mọi người. Bố thí để diệt trừ cấu uế của tâm bỏng sẻn. Bằng sử dụng tâm chân chính thì quả lành sẽ đến với bà. Vậy ngài hãy dạy con cách bố thí. Bà hãy ra bờ sông, múc một chén nước đem về đây. Bằng sự thành tâm cúng dường, bà sẽ bán được cái nghèo. Nghe lời chỉ dạy, bà già nghèo đi lấy nước đem về cúng dường cho vị La Hán với tấm lòng hoan hỷ, chân thật và thành kính. Sau khi cúng dường xong, trở về nhà. Mấy hôm sau bà qua đời. Do công đức cúng dường y như pháp chiêu cảm quả báo tốt, bà được sanh về cõi trời. Ở cõi trời có thần thông, bà dùng thiên nhãn nhìn lại xác chết của mình, thấy quá tồi tàn. Còn hiện tại mang thân tiên nữ trẻ đẹp, an vui, cảm nhận công đức cúng dường, bà tiếp tục lập hành bố thí để phước đức tăng trưởng.
Đây là câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Con người khi sinh ra có sự bất đồng về giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu. Đây là do chúng ta đời trước làm lành hay làm ác mà thọ quả tốt xấu khác nhau. Vì vậy, người biết được lẽ này sẽ không oán trách người hay tự dằn vặt mình, mà cố gắng cải đổi vận mệnh, tập sống có ý nghĩa để tăng trưởng phước đức, thoát cảnh cơ cực. Phương tiện để giao bằng phước đức là phát tâm bố thí. Làm được 10 đồng chỉ tiêu xài khoảng 2-3 đồng, còn lại để dành hoặc tập bố thí. Đem tiền bạc của cải bố thí giúp đỡ những người khốn khó là cách cất giữ của cải khôn khéo nhất. Vì sao vậy? Đó là chúng ta đang gửi tiền vào ngân hàng, nhân quả rất an toàn, bảo đảm. Để rồi một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm phước đức cho ta đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Nếu làm có được bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu, thì làm sao có tiền để gửi ngân hàng? Làm sao sự sống có hậu? Vậy ngay hiện tại, hãy thường xuyên bố thí, gieo bòn phước đức để tương lai hưởng quả tốt đẹp. Bố thí là ruộng phước của nhân loại. Người có tâm bố thí là tập cho mình có đời sống cao thượng, sống có tương lai. Do bố thí nên đã gửi tất cả những của cải trên cánh đồng phước lành và coi như của cải ấy được giữ gìn mãi mãi. Hơn nữa, chúng ta là những người tu học theo hạnh của Đức Phật. Thấy người khổ cũng như mình khổ, phải tìm cách cứu giúp họ. Làm sao cho mọi người hết khổ, được vui, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi là tâm nguyện của chư Phật và cũng là của những người con Phật chúng ta. Mạng sống ngắn ngủi, của cải là giả tạm. Chúng ta phải biết tận dụng thời gian của cải để làm lợi ích cho con người theo tinh thần vô ngã vị tha mà Đức Phật đã dạy. Vì thương người mà thí, vì hy sinh mà thí, vì bổn phận mà thí, vì giác ngộ mà thí. Phước đức là nhu cầu cần thiết trong sự sống của con người. Nếu kém phước thì đời sống vất vả, phiền muộn. Cái phước này không ai ban cho ta, tự ta gieo bòn và hưởng lấy mà thôi. Bố thí là hạnh gieo bòn phước đức thù thắng nhất. Bố thí có 4 loại là tài thí, pháp thí, vô úy thí và bố thí bất nghịch ý. Một, tài thí. Vật thực mình làm ra, khi thấy người thiếu hụt, dâng tặng cúng cho người, được gọi là tài thí. Tài thí là dùng tài sản vật dụng giúp đỡ cho những người nghèo đói, thiếu thốn, đau yếu. Trong tài thí có thí ngoại tài và thí nội tài, như thức ăn, đồ mặc, tiền xe, ruộng, nhà của. Dâng tặng cúng cho người là hạnh thí ngoại tài. Tiền bạc vật chất của mình làm ra, khi thấy người đang đau khổ, thiếu hụt, đem bố thí cho người là thí ngoại tài. Một người từ xa đến, ta mời một ly nước uống cho đỡ khát, hay dọn một bữa cơm ăn cho đỡ đói là bố thí đúng chỗ, sẽ có phước đức. Tất cả Phật tử ở xa khi đến chùa, thầy thường nhắc nhở trong chúng phải tiếp đón ân cần. Người Phật tử đến chùa vì tam bảo, vì cầu pháp, nên nhiệm vụ của thầy và của chúng phải tiếp rước. Khi mới đến thì rửa mặt, lau mặt cho khỏe, rồi uống nước, dùng cơm. Còn chuyện tìm hiểu đạo lý, thỏa mãn thắc mắc nơi nội tâm để tâm sự sau. Căn bản ban đầu là tạo cho thân tâm khỏe khoắn, bình an.
hành động đó không tốn tiền, nhưng thấm đượm nghĩa tình là có phước đức. Vậy nên, những hành động đơn giản bình thường, nếu chúng chịu làm, tức là tập sống có ý nghĩa, có phước đức. Mỗi tuần, mỗi tháng, kiểm tra số tiền kiếm được, hành giả hãy nhìn lại công sức mình đóng góp cho người và xã hội. Nếu thấy sự đóng góp nhiều hơn, chúng ta có quyền nở một nụ cười vui vẻ, vì biết rằng mình đang tích lũy phước dần theo năm tháng. Ngược lại, nếu thấy mình không làm được lợi ích gì cho xã hội mà kiếm tiền được quá nhiều, nên phải tìm cách cúng dường, bố thí, gieo bòn phước đức, chuẩn bị cho tương lai. Khi bố thí cúng dường, vật chất và tinh thần phải song đôi. Phẩm vật dâng cúng phải gói kèm với tâm chân thành hoan hỷ, phước đức mới thù thắng di diệu. Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xa Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàng. Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: "Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?" Kỳ Bà nói rằng: "Ngài nên đem dầu đèn để cúng dường Phật." Vua liền sai chở 100 thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàng. Một bà già rất nghèo, với tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà xin được 2 tiền, liền đi mua dầu. Chủ quán hỏi: "Bà nghèo túng, xin được 2 tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?" Bà già đáp rằng: "Tôi nghe ở đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được gặp. Tôi may mắn ra đời gặp Phật mà chưa có dịp cúng dường. Này tôi thấy vua làm việc đại công đức. Tôi tuy cùng khổ cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bổn cho đời sau." Nghe vậy, người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đông thêm 3 tiền thành 5 tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm. Bà phát nguyện rằng: "Nếu như sau này tôi chứng đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường." Phát nguyện xong, bà lễ Phật rồi về. Các ngọn đèn của vua cúng dường có ngọn tắt, có ngọn tỏ. Tuy có người sang sốc nhưng vẫn không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao. Trời sáng, Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên rằng: "Trời đã sáng, hãy tắt các ngọn đèn." Mục Liên vâng lời, thử lớp tắt đèn. Nhưng riêng ngọn đèn của bà lão nghèo thổi 3 lần không tắt. Sau lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn lại đỏ rực hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: "Hãy dừng lại, ngọn đèn đó là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của ngươi mà diệt trừ được." Vua A Xà Thế nghe nói, liền hỏi Kỳ Bà rằng: "Ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật. Còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao?" Kỳ Bà đáp rằng: "Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần nhất thành kính của bà kia đối với Đức Phật. Đem sức lực mình có, công quả giúp chúng sanh, được ích lợi an vui là hành thí nội tài. Có nhiều cách tạo phước
như đắp đường, xây cầu, tạo thuận tiện cho việc giao thông đi lại. Trồng cây hai bên đường, có bóng mát cho người đi đường. Bảo vệ môi trường, tạo không khí trong lành, ảnh hưởng tốt cho sức khỏe con người. Phật tử để lấy thuốc nam cung cấp cho phòng thuốc từ thiện để bố thí cho bệnh nhân nghèo. Những vị lương y bốc thuốc, cạo gió, giác hơi, tận tụy phục vụ bệnh nhân, vân vân. Những công việc đó càng làm càng có phước. Phật tử thường xuyên về chùa niệm Phật cũng là tạo phước đức. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng sa. Đủ mọi cách để gieo bòn phước đức nếu chúng ta chịu làm phước bố thí. Một người biết tạo phước là người đóng góp nhiều hơn hưởng thụ. Luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh và làm việc nhiệt tình hơn là chỉ nghĩ đến lời lộc cá nhân. Hãy bố thí thế nào mà chúng ta cảm thấy sự đóng góp của mình đối với xã hội luôn luôn cao hơn quyền lợi thu về. Được như vậy, chúng ta sẽ có phước đức lớn về sau. Còn những kẻ chỉ muốn hưởng thụ tối đa với công sức bỏ ra, trước mắt họ có vẻ giàu sang, nhưng tương lai họ sẽ là người khốn khổ vì tổn phước. Có phước không biết tiết kiệm thì phước cũng hết thôi. Có một câu rất hay mà Phật tử cần nên nhớ: nghèo hèn sanh tiết kiệm, tiết kiệm nên giàu có, giàu có sanh kiêu sa, kiêu sa nên nghèo hèn. Biết tạo phước phải biết tiết kiệm phước, để lúc nào sống cũng đầy đủ phước lành. Khởi đầu hạnh bố thí bằng tấm lòng thương xót, đem vật mình có dư dâng cho kẻ thiếu hụt. Khi thấy người đang thiếu thốn, khó khăn, chúng ta phải khởi lòng thương người. Những vật mình có dư đem giúp đỡ cho người. Hạnh bố thí là san sẻ, có san sẻ mới có tình thương và tăng trưởng phước đức. Những gì ta đang dùng, người khác dùng lợi hơn, ta sẵn sàng dâng hiến với tấm lòng hoan hỷ. Hiện tại chúng ta phải cố gắng gieo bòn từng chút phước. Gieo nhân thì hưởng quả. Nếu gieo nhân ác, phải gánh lấy quả ác. Nếu gieo thật nhiều nhân phước đức, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp. Những gì chúng ta đang dùng mà thấy người khác sử dụng có lợi ích hơn, có kết quả nhiều hơn, thì nên hiến tặng. Cũng như thầy mua một cuốn sách nói về những cây thuốc để trị bệnh, thấy khả năng mình chưa đủ, thầy tặng lại cho một vị lương y làm việc trong phòng thuốc từ thiện, để vị lương y này có phương tiện nghiên cứu, tìm tòi kinh nghiệm trị bệnh cho những bệnh nhân nghèo. Nhờ cuốn sách này mà chữa lành bệnh cho 100 người, 1.000 người, thì phước đức của mình cũng có trong đó. Bố thí đúng chỗ, đúng đối tượng, có lợi ích cho đông đảo con người, thì phước đức sẽ vô cùng tận. Ví như một xóm làng thiếu nước, chúng ta khoan một cái giếng để có nước cho dân làng dùng. 100 người xài nước, 1.000 người xài nước. Nước giếng được con người tiêu dùng mãi mãi, từ đó phước đức của người khoan giếng cũng tăng trưởng theo thời gian. Chúng ta đóng góp công của xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có hàng trăm, hàng ngàn người đến nương tựa để tu học, phát triển tâm linh giác ngộ, thì phước đức rất lớn. Còn nếu xây dựng để phục vụ quyền lợi riêng tư của cá nhân, không phải phục vụ cho số đông, ngôi chùa đó lạnh ngắt thì phước rất yếu, bởi tác dụng phục vụ yếu. Vì vậy, khi làm phước phải xác định rõ việc làm của mình để đầu tư đúng chỗ. Việc làm tuy ít nhưng kết quả cao. Khi bố thí cho người,
mặt thân tâm vui vẻ. Cảm ơn người thọ thí, chẳng cần cầu đáp chi. Người nhận của bố thí hoan hỷ vì được của, người thí mừng vui hơn vì gieo được phước lành. Việc bố thí muốn kết quả bền vững tốt đẹp, hành giả hãy chấm dứt sự suy nghĩ về việc biết ơn và bội ơn, mà lấy sự bố thí làm niềm vui nội tâm. Đem của cải bố thí cho mọi người mà không hối tiếc, chẳng cầu danh vọng, chẳng cầu lợi dưỡng, mà chỉ muốn làm lợi ích cho con người, giúp cho người lìa khổ được vui. Bố thí cho người, ta phải cảm ơn và tôn trọng người thọ thí, vì người mà ta có được phước lành. Bố thí không điều kiện, làm phước không dụ lợi. Tâm chúng ta trải rộng thênh thang, vui vẻ và an lành. Bố thí có điều kiện, nhận phẩm vật bố thí nặng nề lắm, giống như một sự đổi chác. Thi ân bớt cầu báo, vật cho đi không mong lấy lại, làm phước không cầu đền đáp. Khi bố thí giá trị phẩm vật và phong cách con người, cần hoàn hảo viên dung. Phát tâm nào bố thí, tùy nhân quả đó cảm. Như vì vui mà thí, sao ác đặng an vui. Đem tiền tặng cho người bằng tâm vui vẻ, sau này người khác đem tiền tặng cho ta cũng bằng niềm vui. Cầm tiền cho người bằng tâm buồn phiền thì người khác cầm tiền cho mình cũng như vậy. Khi bố thí, chúng ta cần phải biết rõ điều đó. Bổn phận làm con, phải báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ còn sống ngày nào, tùy theo khả năng, hoàn cảnh của chúng ta, cung cấp thức ăn, vật uống, có gì dâng nấy, dù ít hoặc không cao lương mỹ vị, nhưng với tấm lòng thành kính chăm sóc, sẽ làm cho cha mẹ vui hơn là mâm to cổ đầy, mà thiếu sự quan tâm, thiếu sự lễ phép. Khi bố thí, dù là người xin ăn, ta cũng phải tôn trọng và thành tâm mới có phước đức. Còn cho mà khinh rẻ, mạt sát, sẽ có quả báo về sau. Với phẩm vật bố thí cúng dường, chúng ta nên nguyện cầu tam bảo thường còn, chúng sanh lợi lạc thì phước đức tốt đẹp, bền vững. Có những người bố thí rất nhiều, nhưng sau đó rơi vào hiện tượng làm ơn mắc oán. Bố thí không thấy phước mà chỉ thấy phiền não. Lý do là bố thí mà mong cầu danh lợi, mong cầu quả báo, không lượng sức mình hoặc thiếu trí tuệ. Hôm nay có người bạn đến mượn 1 triệu, xét lại trong túi chỉ có 100 ngàn. Chúng ta chỉ có thể tặng cho người bạn 100 ngàn đó. Còn việc cho mượn 1 triệu là ngoài khả năng, không thể giúp đỡ được. Mong bạn hoan hỷ. Nếu mình đi mượn 1 triệu giùm bạn, số tiền đó nếu bạn không hoàn trả lại, thì mình phải gánh số nợ, để rồi bực tức, trách hờn, thì phước không thấy, chỉ thấy phiền não. Đem tài sản như nhau, bố thí cho một người, vì dụng tâm không đồng nên kết quả sai khác. Ngày xưa tại một địa phương nọ thuộc nước Ấn Độ, có ngọn núi Ảm Sơn. Nơi đây tập trung nhiều vị tu hành và được người dân rất kính mộ. Một hôm, có một vị trưởng giả đem người nhà lên núi thiết trai cúng dường. Trong thôn đó có một cô gái nghèo, độ tuổi 17-18, đi ăn xin để sống qua ngày. Hay tin này, cô gái hớn hở đi theo, vì nghĩ rằng mình sẽ được một bữa no bụng. Khi thấy cổ chay của ông trưởng giả dâng cúng đầy đủ các thứ mỹ vị thơm tho, tinh khiết, cô chợt nghĩ, kiếp trước chắc hẳn vị trưởng giả này dày công, tu nhân tích phước, nên ngày nay mới được giàu có. Và ông ấy
lại tiếp tục hạnh lành như vậy, thì phước quả kiếp sau của ông còn nhiều nữa. Ngẫm lại thân ta thật đáng thương. Chỉ vì kiếp trước không biết tu tạo phước lành, nên bây giờ mới chịu cảnh bần cùng thế này. Nếu giờ đây ta không lo tạo phước đức, thì kiếp sau chắc còn nghèo khó hơn nữa. Cô móc trong túi ra, chỉ có 2 đồng tiền. Biết rằng 2 đồng tiền này có thể mua được 2 cái bánh ăn tạm khi đói lòng, nhưng cô xét nghĩ, nếu ta đem cúng dường các vị tu hành nơi đây thì ta cũng không đến nỗi chết kia mà. Nghĩ rồi, cô gói 2 đồng tiền lại, đợi các vị tăng ni dùng trai xong, cung kính cúng dường. Theo quy tắc của chùa, nếu có ai bố thí cúng dường thì chỉ có vị sư tri khách đứng lên thay mặt chư tăng hồi hướng chúc phúc cho thí chủ. Nhưng lần này cô gái nghèo lại được chính vị sư trụ trì thân hành ra trước mặt cô mà chúc phúc rằng, tất cả bảo vật trên thế gian này đều ở trong phẩm vật mà người đồng nữ này bố thí cho kẻ xuất gia. Việc cúng dường này dị cầu phước báo. Vậy bần tăng chúc cho thí chủ vĩnh viễn lìa khỏi nghèo khó. Cô gái nghe xong, trong lòng không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan. Sau khi rời khỏi chùa, cô tới dưới một gốc cây cổ thụ nằm nghỉ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi dần dương đã xế bóng, có một đoàn người rầm rộ đi đến. Thấy bóng cây vẫn không thay đổi, và trên đỉnh cây cao lại có đám mây ngũ sắc như tàn lộng che cho cô gái, khác nào thiên nữ hiện xuống trần. Mọi người lấy làm kinh ngạc. Vị quốc vương chủ đoàn đã nhìn thật lâu và nhận ra đó là một cô thiếu nữ, tuy lắm lem nhưng có một thân hình mảnh mai, vẻ mặt xinh tươi nên đem lòng yêu mến, và ngài đã cưới cô làm vợ. Từ đó nàng trở thành một hoàng hậu có đầy đủ quyền uy, giàu sang và hạnh phúc. Một ngày nọ, hoàng hậu cùng tùy tùng đến cúng dường nơi ngôi chùa cũ và chở theo 1 xe tiền. Sau khi các vị tăng thọ trai xong, đến lúc chúc phúc cho thí chủ thì vị sư tri khách thân ra. Không thấy vị sư trụ trì như lần trước, hoàng hậu ngạc nhiên hỏi rằng, ngày trước ta chỉ bố thí có 2 đồng tiền thôi mà sư trụ trì ân cần tiếp rước, còn bây giờ ta cúng dường tiền bạc nhiều hơn, tại sao sư trụ trì không đón nhận? Đại chúng cũng đều thắc mắc như vậy. Thấy mọi người xôn xao, vị sư trụ trì liền dâng tập đại chúng và khai thị rằng, ngày trước tuy hoàng hậu cúng dường chỉ có 2 đồng, nhưng là cả một gia tài lúc ấy với tâm thành chí cao khả quý. Còn bây giờ vật thí thì rất nhiều, nhưng với tâm khác hơn, không như ngày trước. Nên biết rằng Phật pháp không trọng lượng vật chất, mà trọng ở tấm lòng phát tâm. Lược trích truyện Phận đẹp duyên may trong bộ truyện Cổ Phật giáo tập 2 do Minh Chiếu sưu tập. Khi cúng dường tam bảo hay giúp đỡ tiền bạc của cải cho ai, thì giá trị vật chất và giá trị tinh thần phải song đôi. Nếu khuyết một mặt thì kết quả không được thù thắng. 2. Bố thí bất nghịch ý. Tột cùng hạnh bố thí là bất nghịch ý người. Người cần dùng thứ gì, ta hiến dâng thứ đó. Đây là hạnh bố thí của Bồ Tát. Tiền thân Đức Phật là Thái tử Tu Đài Noa lập hạnh đại thí bất nghịch ý, buông xả ngã chấp và ngã sở để cầu đạo vô thượng.
ngài xin vua cha thí tiền bạc vàng ngọc. Có người đến xin, ngài thí luôn con voi trấn quốc. Quần thần trình vua, vua đầy thái tử lên núi. Trên đường lên núi, thái tử thí ngựa, xe, quần áo của mình và vợ con. Đến ở nơi núi, ngài thí luôn cả vợ con. Vượt qua bao cơn thử thách, cuối cùng ngài tròn hạnh nguyện. Câu chuyện này nghe qua hơi nghịch lý, bởi thái tử nhẫn tâm như vậy sao được thành tựu đạo quả. Nhưng thật ra đây là hạnh nguyện của ngài, và quyến thuộc hiện thân hy sinh trợ duyên để ngài thực hành hạnh buông xả ngã sở, ngã chấp triệt để mà thành tựu pháp tu vô ngã vô sở cầu. Đây là hạnh tu của người trí, di diệu bất tư nghì, phàm tục khó hiểu nổi. Mục tiêu của hạnh bố thí bất nghịch ý là chuyển hóa bản ngã, sở hữu ngã, buông xả sự tham đắm để thành tựu quả vị Phật. Còn ngã, còn sở hữu ngã là còn lòng tham, làm sao thành Phật? Chúng ta vì còn lòng tham nên bố thí không hết. Trong túi có 30.000 đồng, bố thí chừng 10.000 đồng, còn 20.000 đồng để dành. Vì còn ngã, còn chấp, còn sợ đói nghèo nên chưa bố thí mạnh dạn. Còn Bồ Tát khác hơn, các ngài cảm nhận ngã là đáng ngại nên phát nguyện buông xả chấp ngã, sống đời vô ngã, thể hiện qua hành thí ba la mật, hành thí bất nghịch ý. Không bảo thủ cho ta, không có gì là của ta, nên không khổ vì ta và của ta. Người đời vì có tôi nên phải khổ vì tôi. Trong 14 điều tâm niệm có nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là ta, tức cái ngã của mình làm khổ mình nhiều nhất. Bởi bản ngã quá to nên tham sân cũng bự. Bản ngã xả được rồi, tham hận tự diệt tiêu. Phần đông con người vì chấp ngã nên phiền não, vì chấp ngã nên phải nô lệ vật chất để phục vụ cho bản ngã. Nô lệ ít, khổ ít. Nô lệ nhiều, khổ nhiều. Nếu khéo dụng tâm tu tập bố thí là hạnh lành, giúp cho ta buông xả chấp ngã dễ dàng. Giao vật, buông xả vật. Kẹt thân, buông xả thân. Vọng nhiều, buông xả niệm. Thí sạch mới được an. Người có trí tuệ biết rõ thân này là đẩy da thúi, rồi đây nó sẽ chết, nên không quý trọng lo lắng cho thân thái quá, mà phải lợi dụng nó khi còn sống làm việc gieo bòn phước đức, để khi mất đi còn được cái phước. Trái lại, nếu chúng ta cứ lo tạo nghiệp để phục vụ cho thân ăn ngon mặc đẹp, lo cho nó đầy đủ đến ngày nó mất đi, để lại cho ta một đống nghiệp, thật là đáng thương. Ngày nào còn sống, ngày đó phải làm lợi ích, chính là phước huệ song tu. Nay vui, đời sau vui. Làm phước, hai đời vui. Nếu biết sử dụng thân để làm việc thiện là một ngày sống có phước, một năm sống có phước, một đời sống có phước. Người bố thí với dụng tâm chân chính sẽ buông xả dễ dàng, từ vật chất đến tâm hồn. Tâm nặng nề mệt mỏi bởi làm việc nhiều, cố chấp nhiều, căng thẳng nhiều, phải tập thư giãn buông xả để thân tâm được bình an. Nghĩa sâu của bố thí là buông xả. Buông xả để không vướng mắc dính kẹt, tự do vô ngại, không ngã, không sở hữu ngã, sẽ không còn tham nhiễm giận hờn. Vì giận hờn là làm khổ mình,
làm khổ mình, tức có thương mình đâu. Vậy quý vị Phật tử thương mình thì hãy tập buông xả, thường khoan dung tha thứ và cởi mở. Buông xả để tâm nhẹ nhàng, hồn nhiên và hạnh phúc. Càng rộng lượng bao dung càng hạnh phúc. Khi đến thì tây không, khi đi tây buông thả, chẳng đem theo được gì, nên thí xả tất cả. Cuộc đời chỉ là con số không, có gì cho ta phải luyến lưu. Khi sanh ra tay chẳng mang vật gì, khi chết đi cũng chẳng đem theo được gì. Danh vọng, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn chỉ là con số không. Chúng ta hãy tập bố thí để có phước đức kiến tạo cho bản thân tương lai an lành, tốt đẹp. Nhờ thường xuyên bố thí, buông xả thân tâm vật, tham sân lần rơi rụng, cuộc sống mới an lành. Xác định lập trường sống có lợi ích, sống có phước đức, để đem niềm vui ấm áp cho ta và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì ngay bây giờ quý Phật tử phải tập gieo bòn phước đức theo hành bố thí, chớ đừng chậm trễ. 3. Vô úy thí. Dùng oai lực hộ trì, khiến người không lo sợ, khiến người tâm an ổn, là hành thí vô úy. Không làm hoang mang lo lắng sợ hãi, thường trấn an tâm hồn, tạo sự bình an cho con người, là hạnh thí vô úy. Người sống trong cõi đời chỉ toàn sợ và sợ. Sợ thiếu ăn thiếu mặc, sợ sanh già bệnh chết. Bao thứ sợ chồng chất phủ lên đầu chúng sanh. Bồ Tát thấy thương xót, thí vô úy cứu người. Giàu sợ tài sản bị trộm cướp, nghèo sợ đói không đủ cơm ăn áo mặc. Một ngày có biết bao cái sợ chồng chất nơi tâm hồn chúng sanh. Mỗi khi lo sợ điều gì, hãy niệm Phật để giảm bớt lo sợ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ ba món thế, năng cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng. Hạnh nguyện của Ngài là cứu độ chúng sanh thoát khỏi hoạn nạn tai ách. Chúng sanh thường niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, không còn sợ sệt hãi hùng. Lo sợ làm cho tâm mệt mỏi, thiếu sáng suốt, thiếu nghị lực, trầm tĩnh trấn an nội tâm, thì người đó khôn khéo sáng suốt trong mọi công việc. Hãy thí vô úy để đem lại an lạc nơi tâm hồn chúng sanh. Hạnh bố thí công đức không cùng tận là bố thí ba la mật. Hạnh bố thí thù thắng vĩ đại như không gian là kho báu vô tận để thành tựu pháp thân. Bố thí ba la mật là hạnh bố thí với tâm thanh tịnh bất động, không còn ngã nhân. Bố thí không dụ lợi, thì ân bất cầu báo. Giúp đỡ mà không có điều kiện, không cần đền đáp, thì phước đức không cùng tận. Thí với tâm bất động là thí bất tư nghì. Người nhận và người cho đều an vui giải thoát. 4. Pháp thí. Pháp thí là công đức quan trọng trong Phật Pháp. Hoặc tự mình đã thông đạt giáo Pháp rồi nói lại cho người khác nghe, hoặc thuộc lời lời dạy của các bậc giác ngộ, hoặc đưa kinh sách cho người xem, đều gọi là pháp thí. Dịch kinh ấn tống kinh cho mọi người xem hiểu, hoặc thuyết pháp độ người, gọi là
bố thí pháp. Pháp thí có rất nhiều cách. Tặng cho một người một cuộn băng, một quyển kinh, một lời nói đạo đức, pháp thí công đức rất lớn. Nếu người giàu trí tuệ, hãy siêng bố thí pháp, giáo hóa cho chúng sanh, được ích lợi an vui. Pháp là chân lý, là lời dạy phù hợp lương tâm, đạo đức và trí tuệ nơi con người. Người nghe được giáo pháp sẽ bỏ ác theo thiện, bớt si mê, thêm trí tuệ. Những đạo lý thánh thiện này đi sâu vào tiềm thức, chỉ đạo hành vi và ngôn ngữ khiến chúng sanh lần lần trở nên thánh thiện. Bố thí pháp là đem giáo pháp quý báu của Đức Phật mà giảng dạy cho chúng sanh đang chìm trong vô minh, trí tuệ bị che lấp. Do si mê tham ái nên chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Hãy lấy pháp Phật rửa sạch trần tâm, và qua hành trì chánh pháp để chúng ta thấm nhuần mưa pháp, tưới tẩm hạt giống bồ đề nơi tâm chúng sanh, và ngày nào đó nó ra hoa giác ngộ, trổ quả giải thoát. Kính lạy pháp, thuyền từ phổ độ, đưa người ra biển khổ mênh mông, giúp con sống trọn tấm lòng, thương yêu tỉnh thức giữa dòng tham sân. Pháp thí mang đến lợi ích lâu dài và công đức lớn lao, giúp con người biết rõ lẽ thật cuộc sống, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, nên bỏ điều tội lỗi, làm điều lành, nhàm chán ngũ dục, xa lìa trần cấu, dứt các phiền não trong hiện tại, tinh tấn đạt đến chân thiện mỹ, rốt ráo thành Phật. Pháp thí dứt phiền não, pháp thí phá ngu si, pháp thí khai trí tuệ, pháp thí đức không lường. Pháp thí là những lời nói đạo đức tư hoa. Người Phật tử phải thấm nhuần chân lý Phật Đà để nói lời ngay thật, hòa nhã vui tươi, đạo đức hiền từ, khiến cho con người yêu thương nhau. Giá trị của con người là lời nói, phải biết kết hợp lời nói vào mục đích thánh thiện, đem lại lợi ích cho mình và mọi người. Đó cũng là pháp thí. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Lời nói là nơi phát xuất những suy tư ý nguyện của mình, đồng thời nó cũng là nguồn gốc của bao tai họa đau khổ. Lời nói rất quan trọng. Một khi thốt ra, phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng. Nói mà không suy nghĩ có khác nào bắn mà không nhắm vào mục tiêu. Nếu lời nói của ta không đem lại sự lợi ích nào cho bản thân và mọi người thì nên im lặng. Bởi có khi một lời nói làm người khổ 2 tháng hoặc làm người chết luôn. Tội lỗi ghê lắm. Nên có câu: họa tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Họa từ cái miệng, phước cũng từ cái miệng. Vậy hãy tu nơi cái miệng. Có những người khi họ nói ra điều gì, mọi người đồng hưởng ứng và nghiêm túc thực hành, vì đây là lời nói có phước mà tác thành kết quả. Cũng có những người nói rác cổ họng mà không có ai nghe. Lúc đó đừng trách người, buồn người, mà hãy tự trách mình, vì phước đức còn yếu nên lời nói nhẹ cân quá. Pháp thí là dùng lời nói hòa nhã, dịu dàng, từ ái mà an ủi khuyên lơn, khiến cho muôn loài sinh lòng thương mến, cảm phục, rồi từ đó mà theo ta học đạo.
Vậy người Phật tử muốn cảm hóa dẫn dắt người chung quanh về con đường chân chánh thì trước tiên phải áp dụng cho được pháp thí. Nghĩa là luôn luôn trong mọi trường hợp phải dùng lời ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi con người đang ở trong cảnh khổ thì những lời khuyên lơn dỗ về vô cùng quý báu, vì có thể xoa dịu vết thương lòng, làm cho người vô cùng cảm kích. Lời nói khó quên, giá trị khôn cùng. Công dụng thí tài sản, trừ nghèo nàn vật chất. Công dụng thí chánh pháp, giải thoát khổ tâm hồn. Người người làm phước thiện, nhà nhà làm phước thiện, chuẩn bị ngay hiện tại để sống có tương lai. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt, càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi, khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm, khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là một năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay thì ngày mai mới không đến trong hối hận, bẻ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc.
một vài niềm đau, nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn, họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ, sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo, thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp
nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước, luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc ràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Làm người tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp.
dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thầy vàng chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn, để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Tôi tin rằng nhiều khi một mối quan hệ chấm dứt không phải bởi chúng ta thay đổi, mà là duyên phận đã không còn. Những câu chuyện nói hoài không xong thì nay đã hết. Những ấm áp từng có chỉ là chuyện ngày xưa. Những cảm xúc đã qua chỉ còn trong quá khứ. Không phải người trở mặt vô tình, cũng không phải do mình qua cầu rút ván, chỉ là giữa chúng ta không còn những kiểu ước hẹn âm thầm như trước. Tôi cũng tin rằng con người ai cũng có mặt ích kỷ và một khoảng độ lượng.
một người rơi lệ là vì đau, một người đau là vì quan tâm, một người quan tâm vì có tình cảm, một người có tình cảm vì họ là một con người. Có tình cảm, có quan tâm, từng đau và rơi lệ chứng tỏ bạn là một con người hoàn chỉnh. Nên nếu thấy mỏi mệt, hãy tha thứ cho mình. Vì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đến bất khả xâm phạm. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới, và thế giới sẽ trở nên yên bình. Cuộc đời ni ngắn lắm, đừng bận lời thị phi. Thấy điều chi có ích, lặng lẽ làm rồi đi. Ai gieo mầm san sẻ, gặt hái về yêu thương. Người gieo nhân ích kỷ, quả chín buồn cô đơn. Cứ ôm hoài sầu hận, chỉ khiến mình ta đau. Người vẫn cười hễ hả, còn ta tóc bạc màu. Lá thời gian rớt vội, tháng ngày như bóng mây. Trách chi ai lầm lỗi, phiền chi đời đổi thay. Cuộc đời ni buồn lắm, đừng tiết kiệm nụ cười. Sống từ hòa cởi mở, đón thanh bình muôn nơi. Cuộc đời này đẹp lắm, tiếc chi ngày đã qua. Hiện tại luôn tươi thắm, với cõi lòng bao la. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống trăm năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá,
đừng mong cầu quá lố. Ngày tháng không phải để phí phạm. Nếu bạn biểu hiện càng tầm thường, những điều tốt đẹp rời đi càng xa xôi. Cuộc sống không phải để đầu hàng. Nếu thoái thác càng nhiều thì vị trí dành cho bạn cũng sẽ càng nhỏ bé. Trước một số việc không nên hạ thấp bản thân thái quá. Cái thuộc về mình phải biết kiên tâm giữ lấy. Đừng để thành của người khác rồi mới đi trách móc, giành giật. Trước một số người cần thể hiện quan điểm rõ ràng. Chỉ có vậy thế giới mới biết bạn cần gì mà đáp ứng. Đừng để người ta quyết định thay rồi phục tùng, bị động. Nếu làm việc tốt mà gặp uất ức, hãy dặn bản thân rằng trên đời có những người biết trân trọng ơn nghĩa. Dù được tặng một viên kẹo cũng ghi lòng tạc dạ. Nhưng cũng có lắm kẻ xem việc được người khác giúp đỡ là một lễ tất nhiên, chỉ biết đòi hỏi và trách hờn khi không được thỏa mãn. Lỡ gặp phải hạng người này, hãy xem việc giúp đỡ ai đó là cơ hội để làm người tốt, tích đức cho chính mình là đủ. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống. Vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật.
ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ tròn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy, trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng ngày càng ngắn lại. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ, công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen. Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn. Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ, rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Thông thường làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ, nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này,
Người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thất. Một tâm chứa đựng niềm vui, một tâm muộn phiền giấu cất. Khi vui, nếu cười lớn tiếng, sẽ đánh thức buồn bên kia. Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ, niềm vui nghẹn lối không về. Mỗi người chỉ một trái tim, nửa mỏi mệt đời cơm áo, nửa nặng chấp mê phiền não, khiến tim tiêu tụy tháng ngày. Sống hiểu điều chi là nặng, thì mới biết nhẹ nhàng buông. Sống hiểu nguồn tâm bình lặng, tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, thật ra ngắn đến không ngờ. Đoái nhìn con tim bé bỏng, làm việc suốt 24 giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, lìa đời tựa lá mùa thu. Nhân sinh thoảng làn gió vội, đừng nhốt tim trong ngục tù. Sau đây là 10 lựa chọn mà bạn có thể sẽ hối tiếc trong 10 năm tới. Thứ nhất, mang mặt nạ để gây ấn tượng với người khác. Nếu khuôn mặt bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là một chiếc mặt nạ, một ngày nào đó sẽ chẳng có gì bên dưới cả. Bởi vì khi bạn mất nhiều thời gian tập trung vào quan điểm của người khác về bản thân mình, hay ai đó muốn bạn phải thế này thế nọ, rồi sẽ tới lúc bạn quên mất mình thật sự là ai. Vì vậy, đừng sợ những phán xét của người khác về mình. Tự tâm bạn biết mình là ai và những gì là thật với mình. Bạn không cần phải hoàn hảo để gây ấn tượng và hứng thú cho người khác. Hãy để họ ấn tượng và cảm hứng qua cách bạn xử sự với sự không hoàn hảo của chính mình. Thứ hai, để người khác tạo ra giấc mơ giùm cho bạn. Thử thách lớn nhất trong đời là khám phá ra bạn là ai. Thử thách lớn thứ hai là vui với những gì mình tìm thấy. Điều quan trọng là liệu bạn có quyết định sẽ chân thực với mục tiêu và ước mơ của mình không. Ai đó không đồng ý với bạn, tốt, như thế nghĩa là bạn đang đứng trên mặt đất của bạn và bước đi trên con đường của bạn. Đôi khi bạn làm nhiều chuyện mà người khác cho là điên rồ, nhưng nếu bạn thấy hứng thú bất chấp thời gian, nghĩa là bạn đã đang lắng nghe theo chính con tim mình, theo lý trí của mình. Nếu như thành công thì xin chúc mừng bạn, còn nếu như chưa thật sự thành công thì đó sẽ là một trải nghiệm đáng giá, phải không? Thứ ba, chơi với người luôn có suy nghĩ tiêu cực. Đừng để người xấu tính ảnh hưởng tới bạn. Đừng để cho họ làm bạn bị lây. Họ không thể bóp cò nếu bạn không đưa cho họ khẩu súng. Khi bạn nhớ rằng giữ một người bạn tiêu cực là một lựa chọn chứ không phải là một nghĩa vụ, thì bạn sẽ tự giải thoát được cho chính mình. Bạn sẽ giữ lại lòng thương yêu thay vì sự giận dữ, giữ tính rộng rãi thay cho thói tham lam, giữ sự kiên nhẫn thay cho nỗi lo lắng. Thứ tư, ích kỷ và đề cao cái tôi. Cuộc đời tràn ngập tình yêu thương và cái tâm tốt đẹp là tấm bia tốt nhất. Những người được bạn truyền cảm hứng và chia sẻ yêu thương sẽ luôn nhớ cảm giác
bạn mang đến cho họ, thậm chí sau khi bạn lìa đời. Vậy nên hãy khắc tên bạn lên trái tim, không phải lên đá. Những gì bạn làm cho bản thân sẽ theo bạn xuống huyệt. Những gì bạn làm cho người khác và cuộc đời này vẫn sẽ luôn luôn được lưu danh. Thứ năm, ngại thay đổi và trưởng thành. Nếu như bạn muốn biết quá khứ, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn muốn biết tương lai, hãy nhìn vào hành động hiện tại. Hãy bỏ qua cái cũ để mở đường cho cái mới. Cái cũ đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Nếu như bạn hiểu được điều này và hành động ngay bây giờ, thì bạn sẽ đạt được thành công lâu dài. Thứ sáu, bỏ cuộc khi khó khăn. Không có thất bại, chỉ có kết quả và bài học. Thậm chí, nếu sự việc không đi theo hướng bạn trông chờ, đừng nản lòng hoặc bỏ cuộc. Học những gì bạn có thể để bước tiếp. Người tiếp tục tiến bước từng bước một sẽ là người chiến thắng sau cùng. Bởi vì chiến thắng cuối cùng thường nằm ở xa và dài trong mỗi cuộc chiến. Đó là một tiến trình tiến lên với từng bước nhỏ. Quyết định và hành động sẽ từ từ nối tiếp nhau và cuối cùng dẫn đến khoảnh khắc hào hùng của chiến thắng. Thứ bảy, chuyện bé xé to. Nên để cuộc đời trôi tự nhiên, đừng bóp nghẹt nó. Đôi khi bạn nên nghỉ ngơi và để cuộc sống trôi qua tự nhiên mà không cần để tâm hay hành động. Học cách buông lỏng trước khi bạn bóp quá chặt. Hãy hít thở thật sâu. Khi lớp bụi đã lắng xuống, bạn đã thấy được rừng thay vì thấy cây. Hãy bước tiếp về phía trước. Bạn không cần phải biết chính xác nơi bạn sắp tới có phải là một nơi tuyệt vời hay không. Mọi thứ trong đời dường như đã được định sẵn, dù bạn có hiểu hay không. Chỉ là cần rất nhiều thời gian để nối các điểm lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thứ tám, dừng lại với những thứ không xứng đáng với bạn. Hãy đủ mạnh mẽ để buông bỏ và đủ khôn ngoan để chờ đợi những điều xứng đáng với bạn. Đôi khi bạn bị hạ gục, để rồi sau đó bạn đứng lên và cao hơn trước đây. Đôi khi mắt bạn cần được rửa sạch bằng nước mắt để bạn có thể nhìn thấy những khả năng ở phía trước một cách rõ ràng hơn. Cho nên đừng dừng lại. Thứ chín, chần chừ để ngày mai. Rắc rối là bạn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng rồi một ngày bạn thức dậy và thấy không còn nhiều thời gian để làm điều mình hằng mong muốn. Và khi đó, hoặc là bạn sẽ đạt được mục tiêu đề ra cho bản thân, hoặc là một danh sách dài những cái cớ biện minh cho việc không đạt được mục tiêu. Thứ 10, lười biếng và thiếu quyết đoán. Cuộc đời không nợ bạn thứ gì, mà bạn nợ cuộc đời này nhiều thứ. Vậy nên hãy thôi mộng mơ và bắt đầu hành động đi. Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình và hãy nắm giữ nó. Bạn quan trọng và bạn được cần đến. Đã quá muộn nên không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi người nào đó làm điều gì vào một ngày nào đó. Ngày nào đó là bây giờ. Người nào đó cuộc đời này cần đến là chính bạn. Dodinsky đã từng nói rằng, nếu như bạn đang tuyệt vọng, hãy tin rằng luôn có một nơi tốt hơn, một giai đoạn tốt hơn và một người tốt hơn dành riêng cho bạn. Hãy luôn luôn tin rằng một điều gì đó tốt hơn đang chờ đợi bạn mà đừng dừng lại. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất để thỏa mãn những dục vọng, để rồi khó tìm được một phút giây tĩnh tại, một khoảng lặng cho bản thân. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi.
Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này. Khi ta thử ném viên đá xuống mặt nước sẽ bị khuấy động. Ta soi mình xuống, chỉ sẽ thấy hình ảnh ta méo mó, chẳng đẹp đẽ chút nào. Tâm người cũng như mặt nước ấy. Hãy đợi đến khi tâm dần phẳng lặng, ta sẽ thấy ta thuần khiết nhường nào. Ta sẽ nhận ra ta là ai, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại. Thế nên, điều ta cần đơn giản chỉ là một khoảng lặng của riêng mình. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đổi bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tự tâm. Thoảng chút suy tư. Đời người, thân thể là quý giá nhất, thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất, thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá, thế nên nhất định đừng lãng phí. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đủ đầy. Có người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai chăm sóc, không có ai để dựa vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười. Nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Nhà là gì? Nhà là nơi để ở, để quay về trong niềm hạnh phúc. Thế nên đừng biến ngôi nhà thành gánh nặng, khi suốt ngày phải nghĩ đến việc trả tiền thuê hay trả góp tiền mua mỗi tháng. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm đến những món nợ như vậy, thử hỏi tâm có mệt không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái, dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, chỉ cần có hoa, có cỏ. Xe là gì? Xe là phương tiện đi lại, không phải thứ để dùng khoe khoang. Người đi xe đạp không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Người đi ô tô sang trọng chưa hẳn không đi vay ngân hàng. Đi loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng, quan trọng là đi lại an toàn. Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Điệu sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Thắp nến hoàng hôn. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan,
chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố lặng người khua bước chậm, ta về đâu đợi dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi giả tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi cõi mộng biết chăng là. Ta xem trọng điều gì nhất trong đời? Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: Xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì? Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: Bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài. Thiền sư mỉm cười, ôn tồn giảng giải: Ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Không biết đạo hữu xem trọng nhất điều gì trong số những điều đó? Người phụ nữ như bừng tỉnh ngộ, cô nhận ra mình đang xem trọng và ôm giữ tất cả những điều thiền sư vừa nói. Thì ra những cái ấy chính là nguyên nhân của nỗi bất an đeo đẳng suốt cuộc đời cô. Cô nói: Bạch thiền sư, cảm tạ ngài khai thị. Vậy con phải xem trọng nhất điều gì thì mới có hạnh phúc của nhân sinh đây? Thiền sư mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Thứ duy nhất đạo hữu nên bảo vệ trên đời này chính là đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng chúng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động được mất vô thường chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao? Nghe xong, người phụ nữ bất hạnh kia bắt đầu lặng im nghĩ suy
về những điều mình đã và đang xem trọng trong đời. Còn bạn, bạn đang xem trọng điều gì nhất? Học cách cúi đầu. Một hôm, có người hỏi Socrates. Ông là người có học vấn uyên thâm. Ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, khoảng 1 mét. Người đó không tin. Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý. Cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên. Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là ông này bà nọ, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi. Trong phút giây này em có hay, vạn vật quanh mình đang chuyển xoay. Có mầm non hé, hoa cười nụ, chiếc lá xa cành theo gió bay. Trong khoảnh khắc này em biết chăng, có người hạnh phúc kẻ băn khoăn. Đời tề nghèo đói, đời cô quạnh, chỗ nớ ngày chưa hết nhọc nhằn. Sự khác nhau giữa người thông minh và người trí tuệ. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay. Còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, nhưng bỏ xuống được là trí tuệ. Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh, còn họ âm thầm lặng lẽ làm. Ví dụ, trong một bữa tiệc, người thông minh bận nói không ngừng, vì vậy họ giống cái ấm trà. Người trí tuệ bận lắng nghe người khác nói, thế nên họ giống cái tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, nhưng rất hiếm người có trí tuệ. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri. Người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, nhưng người trí tuệ thường có thể chịu thiệt. Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như khi kinh doanh, người thông minh luôn có thể thu về lợi nhuận. Còn người trí tuệ
sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất mà đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Thế nên có khi sẵn sàng bù tiền. Người trí tuệ biết rằng không mất thì sẽ không được. Người thông minh chú ý chi tiết, người trí tuệ chú trọng tổng thể. Người thông minh thường phiền não nhiều, thường mất ngủ, qua đời sớm vì nhạy cảm hơn người bình thường. Người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ không vui vì được, không buồn vì mất. Vì vậy, người trí tuệ ăn ngon ngủ yên, sống thọ. Người thông minh có khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên. Vì vậy, người thông minh thường có những quan hệ căng thẳng, còn người trí tuệ thường có những quan hệ hòa nhã hơn. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào tu tập, rèn luyện. Thông minh có thể giúp ta có được nhiều tri thức, trí tuệ khiến ta có văn hóa. Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ. Thông minh dựa vào tai và mắt, tức tai thính mắt tinh. Trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức tuệ do tâm sinh. Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại. Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ. Vậy bạn là người thông minh hay trí tuệ? Vậy bạn muốn làm người thông minh hay làm người trí tuệ? Hiểu người ấy gọi thông minh, hiểu mình trí tuệ tự mình vượt qua. Vui đời ẩn giấu phong ba, bình yên nội tại mới là phúc chân. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành.
Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhầm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường, tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương, mỉm cười hai kẻ nhìn nhau gật, ừ, chẳng chi ngoài sống để mà thương. Đôi khi những người đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời thường mất rất nhiều thời gian hơn để tìm được con đường của mình, bởi vì sự nhạy cảm của họ là con dao hai lưỡi. Trong cùng của nó là sức mạnh chống trả lớn, nhưng lại dễ tổn thương hơn trước những nỗi đau cuộc đời. May là tâm hồn con người không có khái niệm về giới hạn cuối cùng. Khi bạn vấp ngã, đừng nằm yên. Hãy đứng dậy và nhớ rằng bạn luôn được yêu thương. Hãy đứng dậy và chia sẻ tình yêu của mình dù là nhỏ nhất cho người khác. Hãy đứng dậy và thử lại vào ngày mai. Mọi việc bạn làm đều phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Đừng đổ lỗi cho cha mẹ, những mối quan hệ trước đây, công việc, nền kinh tế, thời tiết, dịch bệnh, tranh cãi hay tuổi tác. Bạn và chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm về mọi quyết định và sự lựa chọn của chính mình. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Sau đây là một câu chuyện minh họa. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi. Chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế. Có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây? Không không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không, cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế, tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp, đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể.
hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình. Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình: tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ, xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống và hiểu rằng lúc này đây bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Hãy là người dẫn đường cho hành trình của bạn. Nghĩ tôi có thể thường xuyên hơn. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. Biết ơn những gì mình đang có. Thôi không nghĩ về những thứ mình không có. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. Chia tay một số người và chào đón nhiều người khác. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Biết dấn thân mạo hiểm hơn. Nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu như bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc tổn thương, thì hãy đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra được sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi. Chính họ mới cần sự đổi thay. Hãy giữ con người tử tế bên trong bạn. Cuộc sống có nhiều điều không hoàn hảo, nhiều người bất thập toàn. Tôi không giỏi giang gì đặc biệt. Tôi thường quên những ngày sinh nhật và những dịp lễ kỷ niệm như bao người khác. Nhưng điều tôi học được qua thời gian là biết chấp nhận lỗi lầm của người khác và trân trọng những khác biệt của họ chính là chìa khóa quan trọng nhất để ta mở ra mối quan hệ lâu bền, gắn bó và lành mạnh. Đó cũng chính là mong ước của tôi dành cho bạn hôm nay. Mong sao bạn biết chấp nhận cái tốt, cái xấu, cái không hoàn hảo của chính mình, của mọi người trong cuộc sống. Điều này có thể áp dụng trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè. Đứng dậy và bước tới từ những gì làm bạn thương tổn, nhưng đừng quên bài học rút ra từ đó. Chỉ vì bạn đấu tranh không có nghĩa là bạn thua cuộc. Mọi thành công đều cần những cuộc chiến xứng đáng. Những điều tốt đẹp cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và tích cực. Mọi thứ đâu sẽ vào đấy. Trước mắt có thể chưa, nhưng cuối cùng rồi sẽ được. Một ông cụ chừng 80 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà cùng với con trai ông chừng 45, học cao. Thình lình có một chú quạ đến đậu bên cửa sổ. "Gì thế con?" người cha hỏi con trai. "Dạ là một con quạ," con trai ông trả lời. Sau vài phút, người cha lại hỏi. "Gì thế con?" người con trai đáp. "Cha, con đã nói rồi, là một con quạ." Một lúc sau, cha anh lại hỏi lần thứ ba. "Gì thế con?" Cậu con trai nổi nóng và lớn tiếng. "Là một con quạ, một con quạ." Sau một lúc, người cha lại hỏi lần thứ tư. "Gì thế con?" Lần này, cậu con trai quát vào mặt cha. "Tại sao cha cứ hỏi mãi một câu lặp đi lặp lại vậy? Dù con đã trả lời nhiều lần là một con quạ, cha có bị điên không?" Một lúc sau, người cha đi vào phòng ông rồi trở ra với một cuốn nhật ký nhàu cũ mà ông còn giữ từ khi con trai chào đời. Mở ra một trang, ông bảo cậu con trai đọc trang đó. Cậu con trai đọc lên những dòng sau. "Hôm nay con trai tôi lên ba, đang ngồi cùng tôi trên chiếc ghế thì một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ. Con trai tôi hỏi tôi 23 lần đó là cái gì. Tôi trả lời con 23 lần đó là một con quạ. Tôi ôm hôn con 23 lần đầy yêu thương. Mỗi lần con lặp lại câu hỏi đó, thay vì nổi giận,
tôi cảm thấy yêu con nhiều hơn. Khi đứa con trai hỏi người cha 23 lần cái gì vậy, ông không cảm thấy bực mình khi trả lời con cùng một câu hỏi. Và hôm nay, khi người cha hỏi con trai ông cùng một câu hỏi 4 lần, người con trai cảm thấy bực bội và muốn nổi điên. Vì vậy, nếu cha mẹ bạn về già, đừng cự tuyệt họ và xem họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ những lời tử tế, nhẹ nhàng, lễ phép. Hãy độ lượng với cha mẹ. Hãy nói thật to điều này: tôi muốn thấy cha mẹ vui mãi. Họ đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn là một đứa bé. Họ đã bất chấp mọi khó khăn để tôi được như ngày hôm nay, có địa vị trong xã hội. Tôi sẽ phụng dưỡng ba mẹ tôi theo cách tốt nhất. Tôi sẽ nói những lời tử tế và nhẹ nhàng với ba mẹ thân thương của mình, cho dù họ có hành xử ra sao đi chăng nữa. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện này và hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ câu chuyện này đến tất cả những bạn bè của mình. Hãy sẵn sàng đi một mình vào những lúc nào đó. Bạn không cần ai cho phép để lớn khôn thêm. Không phải ai bắt đầu đi cùng bạn cũng sẽ về cùng một thời gian với bạn. Và điều đó cũng bình thường thôi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc khi chúng ta bên cạnh những người ta yêu thương nhé. Cuộc đời này có rất nhiều tín ngưỡng, niềm tin, tôn giáo. Tôn giáo của bạn là gì? Tôn giáo cuộc đời tôi là luôn vui vẻ. Cuộc sống sẽ đưa bạn qua những sốc nảy, bầm tím, ổ gà và mỏm đá treo leo. Đừng để những thứ đó làm gãy đôi cánh của bạn, đe dọa bạn hoặc làm lung lay niềm tin của bạn vào khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Dù quá khứ thế nào, dù bây giờ bạn đang ở đâu bây giờ đi chăng nữa, hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể mỉm cười, có thể yêu và có thể sống thêm một lần nữa. Hãy tin rằng bạn có thể làm nên sự khác biệt ngay ở đây, ngay lúc này, với tiếng nói và câu chuyện của chính bạn. Hãy nhớ, bạn sở hữu sự đặc biệt bên trong bản thân mình. Bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời, bạn càng được trui rèn và tích lũy được những bài học cho tương lai. Đừng nản lòng trước khó khăn và thất bại. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ có thể tốt, nhưng hiện tại lại tốt hơn, và tương lai sẽ là tốt nhất. Hãy tiễn những lời biện hộ lên đường. Đó là những thứ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, vốn không thể thay đổi, trong khi tương lai thì không thể đoán trước. Hãy từ bỏ những chiếc bánh xe phụ, những bức tường vô hình bao quanh bạn, giữ bạn lại trong vùng nước cạn quen thuộc và an toàn. Một thầy giáo kinh nghiệm đã quá mệt mỏi với những lời kêu ca từ người tập sự. Đã tới lúc phải dạy cho cậu ta một bài học. Sáng nọ, ông bảo cậu ta đi lấy muối. Khi trở về, ông bảo cậu bỏ nạm muối vào trong một ly nước rồi uống. Vị ra sao? Ông hỏi. Dạ mặn đắng ạ. Cậu tập sự trả lời. Ông cười rồi nói cậu tập sự mang nắm muối tương tự và bỏ vào trong cái hồ. Hai người đi bộ trong im lặng đến bên hồ, và người tập sự lại ném nắm muối xuống hồ. Người thầy nói, bây giờ cậu hãy uống nước trong hồ thử xem. Cậu tập sự vốc một ngụm nước lên uống. Ông hỏi, vị ra sao? Dạ không có vị ạ. Cậu tập sự trả lời. Cậu có thấy mặn không? Ông thầy lại hỏi. Dạ không ạ. Cậu đáp. Và lúc này ông thầy đến bên cậu nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng giải thích. Nỗi đau của cuộc đời như muối tinh khiết vậy, không hơn không kém. Số lượng nỗi đau trong đời sẽ không thay đổi, nhưng độ đắng chúng ta nếm được lại phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt nỗi đau. Cho nên, mỗi khi cậu đau khổ, điều duy nhất cậu có thể làm là khuếch trương khoang chứa của cậu. Đừng làm chiếc ly, hãy là một cái hồ. Có những người luôn có cảm giác lo sợ, ghen tuông, ganh tị với con người bạn và những gì bạn có.
Một số người lại không mong muốn gì cho bản thân, không tham vọng, không có động lực để làm những điều mới mẻ. Họ thậm chí không biết phải thay đổi thế nào, hoặc không muốn thay đổi. Họ sẽ từ chối mọi nỗ lực của bạn khi bạn muốn thay đổi cách họ suy nghĩ, cách sống của họ. Nếu bạn giữ những người này trong đời mình, bạn có thể héo mòn đi cùng với giấc mơ, tài năng và thiên hướng của mình. Hãy quyết định rằng cuộc đời của bạn rất có ý nghĩa. Những ước mơ và mục tiêu của bạn rất quan trọng, không thể để cho người khác thỏa hiệp hay đánh cắp. Cần can đảm để tạo ra một cuộc đời khác biệt và cách ly với những người không giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bạn biết họ là ai? Hãy can đảm làm những gì bạn biết để nâng cao bản thân, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Đừng chần chừ, vì bạn xứng đáng. Chỉ vì ai đó chối từ bạn không có nghĩa là bạn chối từ luôn cả bản thân mình. Chỉ vì ai đó thiếu tôn trọng với bạn hoặc đối xử không tốt với bạn không có nghĩa là mọi người đều như thế với bạn, và cũng không có nghĩa là bạn hành xử y lại như vậy với họ. Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là họ với cuộc chiến, sự bất an và giới hạn của chính họ mà thôi. Bạn đừng bao giờ để cho phán xét của người khác trở thành con người thật của mình. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói cũng như cách họ hành xử, nhưng bạn luôn chọn được cách đối xử với chính mình, với họ. Bạn có thể chọn giao du với ai và để cho ai đó rời khỏi danh sách bạn bè của mình. Và bất chấp hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể chọn tin tưởng vào chính mình và giá trị của mình. Bởi vì vào cuối ngày, cố gắng để làm hài lòng người khác sẽ khiến bạn kiệt sức. Dù bạn có thay đổi ra sao hoặc trở thành người như thế nào, thì luôn có những người không ủng hộ bạn. Do đó, thay vì dồn hết năng lượng để trở thành người như người khác muốn, hãy cho phép bản thân được thật sự là chính mình đi. Và hiểu rằng bạn là ai, vậy là đủ rồi. Người tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra con đường đến với cuộc đời bạn. Đó là những người sẽ yêu thương và chấp nhận con người thật sự của bạn với tất cả tấm lòng vô điều kiện. Họ là những người ý nghĩa với bạn. Còn lại thì nên buông bỏ. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ. Rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: "Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này, anh ta thấy nước hồ trong veo. Bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống. Rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu." Đức Phật có nói: "Sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống." Nhận biết khổ vui. Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình, niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời, đến khắp cả muôn sinh. Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng.
khổ dồn nén, tháng ngày ta cằn cỗi, ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ, hồn nguôi cơn giông bão, vui sớt chia, vui vỗ cánh ngàn phương, lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình khi sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khơi. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu, và buồn kia hiện hữu mặt rong chơi. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên thuyền lướt giữa vui sầu. Những điều tâm đắc tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất, tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi. Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất, mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc, làm người kia chật vật. Hạnh phúc song hành, chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Những bài học cuộc đời dạy ta. Này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tai gai mắt nhiều
mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng. Gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn. Va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành. Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh. Ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Chợt nhận ra, không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách, chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Hãy chấp nhận sự thật rằng trong chúng ta có cả bùn lẫn sen, có cả ác quỷ lẫn thiên thần. Đừng khước từ ác quỷ, cũng đừng cự tuyệt thiên thần. Trong chúng ta có cả đen lẫn trắng, đừng khước từ đen để chạy theo trắng. Bởi đen là sự tô điểm cho trắng, bởi bùn là dưỡng chất cho sen. Nghĩa là bạn đừng bao giờ khước từ những yếu kém hay lỗi lầm trong quá khứ, bởi sẽ không có sự tiến bộ và hoàn thiện nào đến từ sự trốn chạy và chối bỏ quá khứ. Mọi thứ đến với mỗi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên, hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn
và trân trọng. Và rồi hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Thế nhé. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Này danh, này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Biết chấp nhận những điều này thì cuộc sống an nhiên. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay hạnh phúc của người khác. Thường người nào bạn yêu thương nhiều nhất có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui, không biết ai là bạn tốt. Lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thật sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ bạn. Sống để yêu thương. Mở tâm ra trọn với đời, cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen. Mở lòng với lạ cùng quen, cơn mưa từ ái nhẹ len vào hồn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Giữ lòng hỷ xả từ bi, đường về cố quần cùng đi dập dìu. Sẽ không buồn những buổi chiều, khi mình đã sống rất nhiều ban mai. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. Một, không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. 2. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên.
người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu, vì thay đổi là sự tất yếu của cuộc sống. Sẽ luôn luôn có một tình huống, một hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra với thái độ của mình. Chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau người khác mang đến. Hiểu giá trị của mình, bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu, vậy thì hãy làm điều đó đi. Hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn, được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai, hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó từ bạn. Đó là sức mạnh của bạn, đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn chứ không phải là một ai khác. Hãy sở hữu nó, làm chủ nó đi, làm chủ cuộc đời của mình đi. Và cũng đừng bao giờ thôi mơ, đừng bao giờ thôi tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau, khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để những điều đó làm ta nản lòng, mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy, điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói con tim, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác
thay vì của chính họ. Tận sâu trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hứa với bản thân phải mạnh mẽ để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật và biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn. Hãy luôn là chính mình. Luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó. Và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu. Hãy bỏ đi, hãy rời khỏi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn có cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Sai. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì đừng vội bỏ cuộc. Bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật với bản thân, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới mọi người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Cũng như vậy, sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương, cho dù bạn có làm gì. Bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn. Và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ. Đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi. Và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Như Đức Dalai Lama đã nói rằng, tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu. Học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui, sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn, vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền được chọn cách mình sống. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn.